Vâng, Sơn xin chào bà con ha. Đây là nhịp kế FR1 của Myrolife, nhịp kế đo tráng. Khi chúng ta chuyển từ độ F sang độ C và C sang độ F thế nào? Bình thường mặc định là độ C, nhưng mà khi chúng ta lỡ tay chuyển sang độ F thì cả nhà mình nhìn vào đây nha. Đây, chúng ta sẽ nhìn vào máy nè. Chúng ta sẽ để máy ở chế độ đang tắt màn hình nha. Và chúng ta đè giữ cái nút Start khoảng 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, cả nhà thấy không? Và chúng ta muốn chuyển thì chúng ta bấm một cái sang F, sang C, sang F, sang C. À, cả nhà thấy không? Đó, mình sẽ chọn đó, ví dụ độ C nè. Và chúng ta sẽ buông ra khoảng 3 giây, máy thoát ra là nó sẽ mặc định ở cái nhiệt độ đó. Rồi, đó là giải đáp thắc mắc cho cả nhà mình ha. Nếu có gì thắc mắc thì cả nhà mình có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới tiêu đề, hoặc là vào sức khỏe 60 giây để xem thêm nha. Rồi, tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.